Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì bây giờ thì cũng là 3:30 rồi cô chú anh chị. Thì mỗi chú năm thì sáng giờ thì khách đến thì cũng khán giả đến thì cũng rất là vắng ha cả nhà ha. Thì bây giờ thì tự nhiên thì đang ngồi nhà chờ thì thấy có một chiếc xe 16 chỗ nè cô chú anh chị. Đến viếng chú năm, chở rất là nhiều cô chú đến luôn ha. Bây giờ thì cũng sắp tới giờ em về rồi cả nhà. Bây giờ vô coi mấy cô chú có chia sẻ gì không. Xong rồi chắc cũng thắp hương cho chú Năm mà về luôn cả nhà ơi. 3:30 chạy về nhà, nếu mà chạy chậm thì tới nhà cũng 5:30 đó nha. Hơn 5:30, nói chung là gần tới 6 giờ rồi. Đây, mấy cô, biển số xe là 51 ha cả nhà, là Sài Gòn hết ta. Dù em cũng không có gành về biển số xe cho lắm. Mà em đó là chắc ở Sài Gòn đó nha ha. Mấy cô, mấy chú đó nha. Nắng quá nắng luôn. Mấy cô đang thắp hương cho chú Năm. Năm mốt là thành phố, năm mốt là thành phố. Ờ, thành phố Hồ Chí Minh. Mấy cô ở từ thành phố Hồ Chí Minh xuống hả cô? Dạ. Nhà chị bán quán nước hả? Không. Từ nhà cậu Năm lên nhà cậu, từ nhà cậu Năm lên mộ đi xa hơn, từ nhà bả lên. Quá quý luôn cả nhà, mấy cô đây từ thành phố Chí Minh. Đi đường Lê Dương Vương đó, rất là gần. Hết đường Lê Dương. Chung là hôm nay trời rất là nắng đó nha. Cô anh Cung Huệ đâu em? Đây hả? Bên đây nè chú. Dạ. Ừ, chú Thanh Sang ở bên kia. Đúng là hôm nay trời rất là nắng đây nha. Còn bữa nay mình ở nhà đi lên đây luôn ha, hay là mình đi chùa là mình ghé đây luôn không? Là ba chị mất giúp lên đây lên đây ghé thăm ba thẳng là ghé thăm cậu luôn đúng không con? Ba coi ba của cô trong khu nào? À, có nghĩa là mấy cô đi thăm mộ người thân xong ghé viếng chú Năm ấy nha. Trời hôm nay khá là nắng luôn các nhà ha. Hôm nay thì mẫu chú Năm thì trên bàn cũng có rất là nhiều hoa cả nhà ha. Hoa cúc, hoa hồng tiền rất là nhiều màu. Ở dưới thì cũng có hoa ly, cái cây, nước suối thôi. Anh Ngọc mới mua hai cái đèn hay vậy? Cái đèn này đẹp hơn hai cái này là trước rồi đó. Đúng rồi. Hai cái đèn đặt trước, cái họng đèn nó nhỏ ha. Hai cái đèn này đẹp hơn. Buổi trưa thì em với Tài thì cũng có thay hũ gạo mới cho chú Năm đó nha. Tại vì cái hũ gạo cũ á, nó bị nó mốc, nó đóng cứng luôn đó nha. Thì hai chị em thì cũng có Tài cũng có nhắn tin cho Hồng Loan và Hồng Loan nó nhờ là thay giùm chị đi. Thì thay gạo muối thì theo em biết thì có nó cũng mang một cái ý nghĩa là sung túc đầy đủ cho người đã mất á cả nhà. Nghĩa là sung túc cho chú Năm ha. Bắc Nam hôm nay có vẻ vắng cả nhà, lâu lâu đâu có một đoàn xe tới, nhưng mà nãy thì có mấy anh chị cô chú ở Sóc Trăng. Lâu lâu mới có thì vài khán giả ha. Em hy vọng mới cô chú anh chị biết sao không, là khán giả đến đây chỉ cần thắp một nén hương và rồi khấn nguyện cho Bắc Nam sớm được vãng sanh về cõi an lành với Đức Phật thôi thì là quý rồi cả nhà. Thật sự ví dụ như có lòng nữa thì bông hoa và trái cây hoặc là nhang ha, còn nhang, bông hoa nhang với trái cây nhưng mà quý lấy với người mất rồi cả nhà. Nhưng mà một nén nhang thì cũng ấm lòng, không cần phải cái gì đó mâm cao cổ đầy đâu cả nhà. Sự đó là đối với suy nghĩ của em. Khi một người mất thì lúc nào cũng phải có nhang khói nên nó ấm cúng và khấn nguyện cầu. Đó cũng giống như là một cái lời xin đấy này. Thì khi mà một người mất thì họ không có làm gì được, thì chỉ nhờ trông cậy vào người còn sống,
như là điều đầu tiên là gia đình đó, bà con dòng họ, nhất là con cái trong gia đình. Đó là theo em hiểu biết về giáo lý Phật pháp đó, thì nó là con cái trong gia đình là cái quan sinh, là sinh đó, gọi là cầu sinh nguyện đó, là cái quan trọng nhất, và cũng như là có một cái sợi dây nó liên kết, nối kết với nhau, nó sẽ hay hơn là người ngoài. Nhưng mà nếu người ngoài thì tới yêu mến mến mộ thì cũng được. Thì có nhiều cô chú anh chị nói là mình vái thì như là công đức nó 10 thì người mất chỉ nhận được có 3, thì người còn sống thì được 7. Có 3 hay có 7 gì cũng không quan trọng, miễn sao là có là được rồi. Thường người ta nói là tích gì, tích gió thành bão, đúng không? Một hạt cát thì không làm nên sa mạc, mà nhiều hạt cát sẽ làm nên một cái sa mạc to, cô chú anh chị. Thì cái đó thì cô chú anh chị cũng biết rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cũng như 7 tháng qua rồi, thì cũng rất là mong muốn cái điều đó nó xảy ra, là giống như là bà con cô bác mình đến đây là khấn nguyện hồi hướng thôi cả nhà. Thì mấy cô chú thì mới vừa tới viếng mộ thì cũng đi rồi, cũng khá là nhanh quý cả nhà. Cô đi viếng mộ người thân, viếng mộ người thân ở trên Linh Hoa Tây Đàn đó, chỗ Long Lăng Quy Phụng đó. Thì cũng xong rồi cô ghé viếng chú Năm, chắc không cho chú Năm đi nhanh rồi viếng cũng nhanh. Đây, chắc bây giờ lại thắp hương cho em, thắp hương cho chú Năm em về luôn cô chú chị ơi. Đây. Cũng gần 4 giờ rồi. Đây. Nhà chị Nắng Xuân thì ở xa với cô chú anh chị, có lẽ là chị Nắng Xuân cũng thắp hương cho bác Năm, rồi sau đó thì cũng thưa với bác Năm là chị Nắng Xuân sẽ về cả nhà, vì nhà khá là xa. Có cô chú anh chị nói chị tháo khẩu trang ra nha, thắp hương tháo khẩu trang ra nha. Tháo khẩu trang ra nha, gì cho người ta thấy mặt. Nói gì chứ, tháo nón ra cho nó lễ phép là được rồi. Thì chị Nắng Xuân là đang thắp nhang cả nhà, thắp nhang để thưa với bác Năm để đi về, vì nhà xa nên không có ở lại tới chiều được. Chị Nắng Xuân cũng nói trong lúc bữa ăn cơm á, nếu mà nhà gần thì chị Nắng Xuân có thể là ở đây tới khi nào Hoa Duyên đuổi mới về thôi. Hồi nãy cũng có nói thật sự là muốn ở bên mộ bác Năm với cô chú anh chị. Hồi nãy em thấy chị đốt nhang mà nhấp nhép miệng nói gì ạ? Giá chú Năm. Giá gì? Thì nói chung là chúc chú Năm, đó là mình xin phép chào chú Năm mình về. Rồi mình chúc chú Năm là sẽ sớm được bản sanh siêu thoát và với cõi Phật. Vậy hả? Thấy nhép lâu quá mà có nhiều đó hả? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Chính là như đó. Nội dung chính là gom gom gọn là cái cốt truyện nó là vậy đó hả? Nhưng mà vái thì vái lòng vòng thấy nhép quá trời luôn. Thôi chào cô chú đi, chào cô chú. Thôi xin chào cô chú anh chị, em xin phép em kết thúc video, em về Long An cô chú anh chị ơi, hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha. Hãy mỗi chú Năm. Rồi, xin chào cô chú anh chị ha. Em cũng xin tạm dừng cái video ở đây, cũng đi ra tiễn chị Nắng Xuân về. Sợ chị mình cũng bắt Năm thì cũng phù hộ cho chị Nắng Xuân, nhà xa đi sao về dậy. Rồi, con xin chào bắt Năm. Ủa lộn, sao cô chú anh chị, con chưa có về. Chưa có về.